Chào anh em nhé. Một cái tin rất là vui cho anh em nào mà chuẩn bị lắp cái gói cước 165.000. Hiện nay thì cái gói cước 165.000 thì anh em sẽ được trang bị rồi. Model là model 2 băng tần anh em nhé. Đây này, còn loại như này, model 2 băng tần. Thời gian tới thì cái model 1 băng tần nó chỉ dùng cho cái gói cước CNET thôi. Gói cước CNET là gói cước mà áp dụng cho nông thôn. Gói là gói cước rẻ hơn. Tốc độ nó chỉ có 25m thôi. Còn cái gói NET 1 này thì khi anh em sử dụng cái băng tần thì tốc độ của nó rất là cao. Nó phải đạt đến 60m. Hôm nay sẽ đi lắp cho cái trường học. Đây là một cái trường học. Đây trường cấp 1. Giống như kiểu cơ sở mầm non ấy. Đây, cách hộp cáp cỡ khoảng 30m. Khá là gần. Ném lên trên này. Và cái gói cước mà NET 1 này thì áp dụng cho 61 tỉnh thành luôn. Cho nên anh em khi anh em mà lắp NET 1 thì anh em yên tâm là sự được trang bị model 2 băng tần. Gói cước này 165.000 một tháng. Hôm qua uống nhiều bia quá anh em. Bây giờ đau hết ạ. Hôm nay lắp ở đây nhưng mà hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật nên thầy cô giáo không có ai ở đây. Đây là cái trường mà phục vụ cho cái khu ở đây này. Bởi vì từ đây đi ra cái trường ở cấp 1, cấp 2 cách khá là xa. Đợt ngày xưa thì ở đây đường xá nó khó khăn đấy. Cho nên họ làm một cái trường như này. Ở đây hình như là có 4-5 lớp gì đấy. Lắp mấy cái thuê bao gần này thì nó rất là nhanh thôi. Anh em đỡ tốn cái thời gian mà kéo dây. Đây, cái hộp cáp Viettel đây. Đợt hôm vừa rồi đi sửa điểm đứt đây. Đây là hộp ở trên này, trên đồi anh em nhé. Trên đồi nhưng mà có khá nhiều thuê bao rồi đấy. 2, 4, 6, 6 thuê bao rồi. Ui. Đoạn này nó rất là khó đặt. Rất khó đặt thang. Đây nó nghiêng. Mấy cái dây này nó trùng trùng. Nó vuốt ra lại.
2, 4, 5. Hôm nãy trên đồi này nhưng mà thuê bao này là thuê bao thứ 6 này. Một cái hộp như này thì 8 anh em nhá. Ở đây còn 2 cổng nữa thôi. 2 cổng nữa sẽ là hết. Khi nào mà hết thì anh em phải chờ hạ tầng mới thôi. Để chấp nhận thế thôi. Anh em nào lắp sớm thì được, lắp muộn thì phải chờ hạ tầng thôi. Lắp mấy cái thuê bao gần này nó rất là nhanh, rất đơn giản. Ở tầm 30 phút nó sẽ xong. Đấy, căng lắm thì tầm 45 phút. Mấy cái dây thuê bao này thì anh em nên đi cao nhá, cực cao. Càng cao thì sự cố nó càng ít. Ê, nhiều kiến lắm anh ạ. Con kiến này đốt ác phết này, đây. Cứ chỉ vào nó thò. Nó đưa cái dâu lên. Đây anh em này, có cái lỗ bịt nhưng mà nó bịt không kín này. Thi thoảng kiến nó vào này. Một kiến kẹt này cắn rất là rát nhá. Đây anh em lại phải bịt lại nhé. Bịt lại để nó không vào. Làm một cái như này để nó làm tổ thì đây, 2, 4, 5, cái này là cái thứ 6 này. Đây anh em theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhé. Cậu ăn không? Chỉ một cặp một lon đi rồi. Cái này lại dài quá.
Ngon. Nice. Quá hay. Quả cắm ác phết. Con tì cái dây lên đây đi. Buộc con không? À, bác Phứ chiếc khóa cho Sốt à? Con lao nó. Thank you.
móc lắm rồi. Con. Con đó đi. Ừ. Con thì có chìa khóa. Nó có chìa khóa. Con này. À. Con bảo vệ là phải có. À, hay báo bảo vệ đi nào. Bảo vệ cái trình đó, bảo vệ đi. À. Thế mà cái ông đã thì mỡ. Chế nhờ đấy mấy mày bắt báo thư là bao này chứa cho cái lì phí tính năng gì. Dây chi cho. Dây màng. Cái màng cờ bọc hay đánh luôn chưa? Đánh luôn. Cái màng lan đâu? Ừ. Cái màng lan hay báo cái xôn nha bác á. Áp hay bác cầm để xôn nó lát camera. Đấy, cái... Đấy, 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 hay phải báo cái ông ngay là bây giờ. Báo này là tháng năm. Bác từ mua lấy một viên mới xảy chăng đó. Đấy dây à, cái mua dây thay à? Vâng. À. Xay rồi chị. Bây giờ cái này nổi đó. Bỏ. À. À bây giờ bác dùng một mê nhỉ? Nhờ cơ nhà này nhờ có nhát lòng rồi này. À. Chung hàng nha. Nhưng mệt cơ đó, cây nè. Cái dây màng lan đó bác. Có 6.000 một mét đó đó. Cái thôn này thay dù có lắm. Mê thôn bọn thuật có nó. Hả? Cả nít chưa có, ớ có. Ớ có khăn. Cái dây nè. Cái dây này dây cắp quang ớ dùng rồi ạ. Nó làm giờ. Có nổ lắm. Nổ ăn bác. Nãy nổ ăn nó nãy nổ nhớ cái dây điện nó nãy mẹ. Nổ nó hay chập chơn. Mày thử lao cái gì. Ừ. Đất dây nó mà tivi vẫn ngọn vậy. Ừ. Bạn cho lòng nào.